Em muốn hủy hôn ạ. Em, bất kỳ khi nào em cần giải tỏa, em cứ điện cho anh. Điện cho mày làm cái gì? Mày chưa biết Vân là vợ sắp cưới của tao. Không có bạn bè, còn mày chơi xấu tao. Không phải những công nhân trong lưng tao đấy, anh chó. Của công cho mẹ tôi, nuôi coi cũng như là con gái trong nhà. Không được, anh không được. Dạ, mình lén lút đăng ký kết hôn với nhau á. Ôi vui quá xá là vui, nhà trai mà bên gái ai nấy cũng đều thật vui. Em ơi, em thấy cái thiệp này thế nào? Màu trắng ngà, đơn giản nhưng mà tinh tế. À, hay là cái này, màu đỏ, rất là ấm cúng, rực rỡ. Alo ạ. Dạ vâng ạ. Vâng. Vâng ạ. Vâng vâng, tôi hiểu rồi ạ. Dạ dạ, vâng vâng. Anh ơi, em phải đi có việc bây giờ ạ. Việc gì? Có quan trọng bằng cái việc chuẩn bị lễ cưới của chúng ta không? Anh à, hay là mình dừng lại đi. Gì? Dừng lại á? Tại sao? Em muốn hủy hôn ạ. Hủy hôn á? Hủy hôn á? Chuyện quan trọng như vậy mà các con cứ như là chuyện đùa ấy. Họ hàng bạn bè hai bên đều biết, chưa kể là họ hàng xa mẹ đã mời cưới. Nhưng mà Vân muốn thế. Ôi giời ơi, sao lại thế cơ chứ? Đám cưới cũng không thể diễn ra mà chỉ có một người. Con cũng đang rối trí lắm rồi. Từ khi cái Vân nó mồ côi, bố mẹ coi nó như con. Sống với nó một thời gian, bố mẹ hiểu nó không phải là cái đứa vô tâm bội bạc, chắc là phải có lý do gì đấy. Thuốc gì đây hả mẹ? Thuốc bổ. Bố mẹ gửi từ nước ngoài mua về cho cái Vân ấy. Lần trước nó đến đây, mặt mũi nó xanh xao lắm. Thôi, con qua nhà Vân luôn đây. Này, 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 này. Dạ. Con hỏi nó tại sao là hủy hôn nhá. Vâng ạ. Em đọc kỹ thấy thế nào? Tất cả phần giấy tờ thủ tục anh đã lo rồi, em chỉ cần ký vào là xong. Em nghĩ kỹ rồi ạ. Em chỉ muốn chấm dứt với anh ấy càng nhanh càng tốt thôi ạ. Chứ em mệt mỏi lắm rồi. Em muốn giấu Tùng thì phải giấu đến cùng. Anh cũng vậy. Em, bất kỳ khi nào em cần giải tỏa, hãy cứ điện cho anh nhé. Điện cho mày làm cái gì? Mày chưa biết Vân là vợ sắp cưới của tao. Không, bạn bè còn mày chơi xấu tao. Không phải những công nhân trong lưng tao đấy, thằng chó. Không phải như thế đâu anh ơi. Khổ quá, không nghe. Mày im đi. Anh đi, anh đi đi. Mày đứng lại. Em đi. Mày đứng lại. Em xin anh. Em xin anh, em xin anh. Đến nước này có còn giấu giấu diêm diêm cái gì nữa. Hóa ra là hai người thật uổng công cho mẹ tôi luôn coi cô như là con gái trong nhà. Thế mà à, đây mẹ tôi mua thuốc cho cô đấy, uống vào cho nó khỏe, sống cho nó hạnh phúc. Không được. Đấy. Không được, anh bỏ ra. Dạ. Định lén lút để đăng ký kết hôn với nhau á? Hả? Tất cả chuyện này, tại sao em không nói với anh? Anh là cái gì chứ? Anh là người
rất quan trọng với em. Quan trọng đến nỗi em không muốn, không muốn anh biết chuyện, không muốn anh quan tâm, không muốn anh sống cả đời với em, đúng không? Em muốn chịu đau đớn một mình, chống chọi với căn bệnh một mình. Còn anh, còn anh thì sao? Bỗng nhiên anh trở thành người dưng, người vô cảm. Và anh sẽ không bao giờ biết người yêu của mình đang phải chịu đau đớn. Và chính vì điều này anh phải dằn vặt cả đời, đúng không? Không, không phải như vậy. Thế vì cái gì chứ? Em muốn anh ghét em, muốn anh quên em đi, còn hơn là chứng kiến em chết dần chết mòn trong đau khổ. Gia đình của anh, ai cũng tốt với em. Em không muốn ai phải khổ vì em nữa. Mẹ không thể để nó chết mòn trong căn bệnh này được. Mà ung thư giai đoạn cuối thì sao chứ? À con ơi. Dạ. Kinh nghiệm dân gian nói rằng có cái loại nấm lim xanh. Vâng. Đúng rồi, lim xanh rất tốt cho cái bệnh ung thư đấy con ạ. Thế ạ? Con tìm mua cho nó nhá. Mấy bà bạn mẹ còn nói rằng là một số cái thực phẩm bổ dưỡng rất tốt cho bệnh này. Vâng. Bây giờ mẹ phải đi mua. Mà cái ví của mẹ đâu ấy nhỉ? Mẹ đi mua rồi mẹ nấu, con mang sang cho nó nhá. Theo con ấy, mình nên đón Vân về đây cho tiện đường chăm sóc, chứ bây giờ nấu lên cứ đưa đi đưa lại như thế nó lỉnh kỉnh lắm. Đúng đúng, đúng đấy con ạ. Bây giờ con đón Vân về đây nhá. Con đi đi, đón Vân về đây. Mẹ này, con suy nghĩ kỹ rồi. Con sẽ cưới Vân mẹ ạ. Ơ kìa con, sao con lại khóc? Chẳng phải con muốn... Đúng ạ, con muốn chụp một bộ ảnh trước khi xạ trị tiếp theo. Con sợ tóc con sẽ... Kìa con, chúng ta luôn ở bên con. Mẹ tin rằng con sẽ vượt qua mà. Con cảm ơn mẹ. Ơi, không có gì. Mẹ ơi, mẹ biết con sắp chết, vậy mà mẹ vẫn đồng ý cho con lấy anh Tùng. Mẹ có hối hận không ạ? Không, không bao giờ mẹ hối hận. Đã từ lâu, mẹ coi con như con gái của mẹ. Nào, hoàng tử đã chuẩn bị xong rồi đây. Công chúa đã... Mẹ tự hào về con lắm. Tự hào những gì con đã làm cho Vân. Hai con của mẹ xứng đáng với hạnh phúc này. Con cảm ơn mẹ. Làm vợ anh nhé. Bố, con kiểm tra xem đầy đủ đồ dùng chưa, thiếu để bổ sung ngay nhá. Vâng, thôi con đi đây. Con cầm thêm ít tiền để phòng thân. Dì nghe bảo trên đấy cái gì cũng đắt. Con lần đầu tiên xa nhà, cầm dư một tí để tiêu cho thoải mái con ạ. Này, đã nói là không cần rồi mà. Thái độ gì thế hả? Anh đừng mắng con sắp xa nhà. Rõ là mồng. Bố mẹ kể bên mà vẫn còn ngang bướng như thế, rồi sau này một mình thì như thế nào? Em đấy, cứ suốt ngày dung túng cho nó. My ơi, xong chưa? Đi nhanh kẻo muộn chuyến xe. Thôi bố ơi, con đi đây. Thường xuyên gọi điện về cho bố với dì con nhá. Mới mấy tháng mà đã gần hết tiền rồi. Đi làm thì cũng chẳng được bao nhiêu.
Biết thế được bao nhiêu thì lấy hết. Đằng nào thì cũng là tiền của bố, chứ không phải tiền của bà ấy đâu. Alo bố à? My hả con? Tuần sau có về không? Tuần sau giúp mẹ con đấy. Bố định làm một hai mâm mời họ hàng. Để con xem lịch học đã. Mà bình thường nhà mình làm mỗi mâm cơm trong nhà thôi mà. À thì thật ra bố không giấu gì con. Bố và dì Lan định đi đăng ký kết hôn. Dù sao dì cũng chăm sóc bố mấy năm nay. Kết hôn á? Thì con không về đâu. Con ở trên này con làm dỗ cho mẹ được rồi. Bố ở đấy thích làm gì thì làm đi. Chị đã báo tin à? Cháu ổn hơn rồi à? Em chào chị. Cháu chào bác. Thế đã khỏe chưa? Cháu khỏe rồi ạ. Cháu định sang cảm ơn bác. Mấy hôm nay bác đã sang chăm cháu ạ. Bác có làm gì được đâu. Đây là mẹ cháu chăm cháu đấy chứ. Mẹ cháu ạ? Ừ. Bác có nhầm không đấy ạ? Nhầm là nhầm thế nào? Lo lắng tỉ mỉ, chăm sóc cẩn thận. Chỉ có thể là mẹ chăm con thôi. Mẹ cháu tức với cháu mấy đêm đấy. Đêm hôm kia mới gọi bác sang xem cháu như thế nào. Bởi vì ở nhà điện lên là bố cháu bị ngã. Bố cháu bị ngã à? Không biết con bé ở trên đấy thế nào rồi. Mình đỡ hơn. Có khi mai em phải lên với con xem sao. Ừ, em lên xem con thế nào nhé. Bố bị làm sao thế này à? Bố không sao, bố đỡ nhiều rồi. Kìa con, khỏi hẳn chưa mà đã về. Dì định... Mẹ. Mẹ. Bố mẹ không coi con là người nhà. Sao chả ai bảo với con thế? Bố đỡ nhiều rồi. Mới lại con vẫn còn ốm. Nên bố... Con cảm ơn mẹ. Mẹ vất vả vì hai bố con rồi. Lúc nào cũng là con cái ngoan của bố mẹ. Con cảm ơn mẹ.